Thú sa thú ai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Hai Giá. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya. Do Hòa Thượng Minh Châu dịch truyệt bài 34 Kinh Thập Thượng Rasutta. Rasutta 9.1 Kinh Pháp có nhiều tác dụng sẽ được Đại Đức Huy Niệm giảng giải. Dạ, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng và dạ, cho con xin phép khơi ngài. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con kính dâng bích đến sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Kính thưa chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta đã đi ngang qua các phẩm từ một pháp cho đến tám pháp, và ngày hôm nay chúng ta bắt đầu bước qua phần chín pháp. Và khi mình nói về chín pháp có nhiều tác dụng thì thưa quý vị, một lần nữa chúng ta ghi nhận hai đặc điểm mà có lẽ nói là tương đối rất là nổi bật trong Phật Pháp. Thứ nhất, đó là Phật Pháp dạy cho chúng ta biết rất nhiều về những hiện tượng tâm lý. Những hiện tượng tâm lý này có một ý nghĩa quan trọng là gợi ý đối với hành giả tu tập nội tại. Và một ý nghĩa thứ hai, đó là cái hiện tượng tác động dây chuyền. Hay là chúng ta nói trong cái hiện tượng duyên khởi là cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh. Trong cái thế giới của chúng ta hiện nay, chúng ta gọi là hiệu ứng domino. Thì chắc chắn một điều rằng ở trong thế giới nội tâm đó, nó cũng có những cái hiệu ứng dây chuyền như vậy. Và ở đây chúng ta nói về một cái khía cạnh rất là tích cực của đời sống tinh thần. Đôi khi có những cái trạng thái nội tâm mà không phải chỉ trạng thái sanh lên rồi diệt, mà nó để lại những cái hiệu ứng rất là tích cực cho đời sống của chúng ta. Một bài học mang nhiều gợi ý rất là quan trọng. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Đại Đức Huy Niệm vị giảng sư của ngày hôm nay gửi đến đại chúng ý nghĩa của bài học này. Chào sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn đạo tràng và Xích Phong Lan, Xích Hoa Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, con xin phép được đọc chánh kinh 34 Kinh Thập Thượng. Kinh Thập Thượng Đa Xuất Tá Rá Xuất Tá 9.1 Kính Pháp có nhiều tác dụng. Na Quá Thầm Ma Bá Hú Kà Ra Na Quá Thầm Ma Phà Quê Tấp Ba Na Quá Thầm Ma Bá Đình Nhày Gia Na Quá Thầm Ma Bá Hà Tấp Ba Na Quá Thầm Ma Hà Na Phà Ghi Gia Na Quá Thầm Ma Quý Sê Sá Phà Ghi Gia Na Quá Thầm Ma Đức Bá Ti Quýt Cha Na Quá Thầm Ma Úp Bà Đề Tấp Bà Na Quá Thầm Ma A Rình Nhày Già Na Quá Thầm Ma Sát Chi Cà Tấp Bà. Chào con xin sám hối với đạo tràng. Có chính pháp có nhiều tác dụng, có chính pháp cần phải tu tập.
có chính pháp cần phải biến tri, có chính pháp cần phải đoạn trừ, có chính pháp chịu phần tai hại, có chính pháp đưa đến thù thắng, có chính pháp rất khó thể nhập, có chính pháp cần được sanh thời, có chính pháp cần được thắng tri, có chính pháp cần được tác chúng, tác chứng. Cát mê tề bà 329 na qua khăm mà ba hút cà ra na qua na qua sờ ni na qua giờ đi sờ ma can mani si cà ra mắt thù. Dạ con xin sám hối, con đọc sai rồi, con xin đọc lại ạ. Kama kata mê tề bà 329 na qua khăm mà ba hút cà ra na qua giờ đi sờ manasika ramu latha laka ma giờ đi sờ manasika rau tờ bà móc chằng trà giá tí mamu đi tát sa bì đi trà giá tí bì tamana bì ti ma na sa ca giờ pha sầm pha tí ba sát tha cà dồ su khăn quê đề tí su khi nô chít tăng sa mà chí giá tí sa mà hi tê chít tê giá thà phù tăng trà nà tí ba sát tí giá thà phù tăng trà năng ba sầm nếp bành đá tí nếp bình đằng quy rác quy rác cha tí vi ra gà vi muốt cha tí y mê na quát thầm mà ba hu ca ra. Một là mã, thế nào là chính pháp có nhiều tác dụng? Do chánh tư duy hân hoan sinh, do hân hoan hỷ sinh, do tâm hoan hỷ thân được khinh an, do thân khinh an lạc thọ sanh, do lạc thọ tâm được định tĩnh, do tâm định tĩnh biết được thấy được sự vật như chân, do biết nhờ thấy như chân yểm ly sanh, do yểm ly ly dục sanh, do ly dục vị ấy được giải thoát. Như vậy là chính pháp có nhiều tác dụng. Chú thích sau đây trích từ kho tàng pháp học của ngài pháp sư Giác Giới Biên Soạn 424. Chính pháp đa tác dụng bahuka ra thamma, đây là chính pháp căn khéo tác ý, hai pháp sanh khởi do khéo tác ý làm gốc. Yoniso manasika ramulaka thamma, một do khéo tác ý hân hoan sanh. Yoniso manasika roto bà móc chằng trà gia tiết, hai do hân hoan sanh hỷ ba muditat sabi di trà gia tiết, ba do tâm hỷ nên thân kinh an bì timana saka yo bát sam pati, bốn thân kinh an thì cảm thọ lạc. Bát sát thác ca dồ xuất hằng quê đề tiết, năm nhờ an lạc nên tâm định tĩnh. Xuất khi nộ chích tăng sa mà thi gia tiết, sáu nhờ tâm định tĩnh nên biết được thấy được như thật. Samahite na chi nệ chi tề na gia thà rù bằng ba trà na ti bát sa tiết, bạn khi thấy biết như thật thì yểm ly gia tha phù tăng trà năng ba sằng nếp bình đa tí, tám khi yểm ly thì vô nhiễm nếp bình đằng vi ra cha tí, chín do vô nhiễm được giải thoát vi ra gà vi mút cha tí. Và bạn chánh kinh đến đây đã chấm dứt.
Con thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức huy niệm từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Thai. Dạ sư có nghe được âm thanh con, để con kính dâng bích đến sư ạ. À. Dạ sa thú lành thai, con kính dâng bích đến sư. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Xin chào quý vị Phật tử trong lớp học. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ bước qua một phần mới, đó chính là pháp chính chi. Ở trong pháp chính chi này, ngài Xá Lợi Phất ngài đã đề cập đến chính pháp đa tác dụng Bahukaratama, dựa trên cái nền tảng của một chi phần rất là quan trọng, đó chính là Yoniso Manasikara. Ở ý cứ theo nền tảng của pháp này, nó sẽ gây ảnh hưởng và tạo ra hàng loạt những cái chi phần còn lại của những thiện pháp này. Trong cái hành trình mà chúng ta khởi đầu tu tập và đạt đến cái cứu cánh cuối cùng. Bây giờ thì cũng như thường lệ, trước khi bắt đầu chúng ta làm lễ tam bảo, sau đó mình sẽ đi vào nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng con đến mít lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đứng chánh đẳng giác. Chúng con đến mít lòng thành kính làm lễ giáo pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng công năng hướng thượng đưa đến sự lợi cho những ai có niềm tin thực hành theo. Chúng con đem hết lòng thành kính làm lễ ơn đức tăng bảo những bậc được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp, các ngài đắc được quả thánh hoặc còn phạm là mô phạm của chúng sanh, bước đi của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ ba ngôi cao quý. Thưa quý vị, chính pháp đa tác dụng này còn có một cái ở đây được trình bày dựa trên cái nền tảng của một pháp, đó là Yoniso Manasikara Mulathamma, tức là những pháp được sanh khởi do bởi sự khéo tác ý làm gốc, hay là sự nhận thức đúng đắn xác định được đúng vấn đề làm gốc. Thì thông thường ở những cái chuyện mà phân định đúng sai, hợp lý hay không hợp lý, khéo hay không khéo, ở trong đời sống thế gian á, thì nó luôn luôn là một việc rất là khó để mà nói. Cho nên chính vì thế mà chúng ta hay không có xác định được một cách rõ ràng. Đôi lúc có những trường hợp mình cho là đúng, nhưng mà nó chỉ ở trong hoàn cảnh của mình mà thôi. Ngược lại, trong hoàn cảnh khác thì nó không phải là như vậy. Vì rằng cái cách mà mỗi người chúng ta suy nghĩ, thưa quý vị, hay nhận thức một việc thì thường nó không có giống nhau. Chính bởi lẽ đó mà có rất nhiều những cái lý lẽ, luận thuyết hoặc là những cái quan niệm mà khi mà được nói ra, có người chấp nhận, tin tưởng, còn có người thì không. Ở trong kinh đó, nó có một đoạn mà chúng ta thường hay bắt gặp, tức là khi Đức Thế Tôn ngài, trước khi ngài giảng một đề tài pháp nào đó, ngài hay nhắc một câu, sau đó ngài mới giảng, đó chính là hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa quý vị, câu nói này tuy nó chưa có chính thức đi vào trong đề tài mà Đức Phật ngài muốn nói, nhưng mà nó là một bước rất là quan trọng cho cái việc
lắng nghe và suy xét những pháp mà mình tiếp nhận ngay sau đó. Và kể cả cả một cái quá trình mà chúng ta sống, nó cũng ảnh hưởng từ cái sự nhìn nhận ngay cái thời điểm tiên khởi này. Bởi vì lẽ thường mình hay bị một cái bệnh, chúng ta hay bị một cái bệnh chung, đó là đứng trước một câu chuyện hay là một sự việc, mình hay có cái thói quen là lắng nghe hay là nhận định theo một cái thói quen bảo thủ sẵn ở trong tâm của mình. Chỉ vì những điều đó mình đã từng được nghe, đã từng tin tưởng, hoặc là lời nói đó của một ai đó có uy tín hay là người mà mình thích đã được nói ra. Lắng nghe với một thái độ đó, thưa quý vị, nó sẽ không có cái sự công bằng, và nó sẽ làm cho việc ảnh hưởng đến việc mà chúng ta nhìn nhận vấn đề đó, nó không có đúng theo cái chân lý của nó nữa, không đúng theo bản chất thật của nó nữa. Chính vì vậy mà với cái lời nhắc nhở là hãy nghe và khéo tác ý, thưa quý vị, nơi đây mình có thể thấy rằng Đức Phật này đã nhắc nhở chúng ta là hãy bỏ hết tất cả những cái gì mà mình đã chấp giữ trước đây ở trong nội tâm, hãy thả lỏng tâm tư và cho nó được quyền có thể nhận định được những điều mà tiếp đến, nó đón nhận một cách công bằng, một cách đúng đắn. Và nhờ vậy mình thấy được Đức Phật Ngài cũng rất là tôn trọng những chúng sanh khác, không có dựa vào bất cứ một cái ảnh hưởng nào để tác động tâm lý của người khác khi trình bày một vấn đề về pháp thoại. Điều này á, thưa quý vị, nó cũng ví như là khi mà mình đi mua hàng, khi mình đi xem hàng hóa, thông thường cái người mà người ta quá linh hoạt toàn là nói tốt về cái của mình không à, rồi nói như thế này nói như thế nọ, dùng những cái lý lẽ nghe ra nó rất dường như có vẻ rất là thuyết phục. Lúc bây giờ phần lớn những cái đó chúng ta đừng có nên vội tin, chúng ta đừng nên vội tin, mà người mà mua đồ cẩn thận á, thì người ta không có dựa vào trong những cái lời lẽ hoa mỹ đó, thay vào đó họ sẽ cẩn thận quan sát cái món hàng của mình muốn mua, nhìn trước nhìn sau, hoặc là có thể test nó trong một cái phạm vi có thể. Thông qua những cái sự việc đó thì họ tự đưa ra một cái sự nhận thức, một cái sự nhận định riêng của bản thân mình, chứ không có bị lệ thuộc bởi cái sự áp đặt. Cho nên chính vì vậy mà đây là một điểm rất là đặc biệt. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài, trước khi Ngài giảng pháp, Ngài thường hay nhắc nhở chúng sanh khác hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng chẳng hạn. Ngài cho mình được một cái quyền độc lập về tư tưởng trong cái sự chuẩn bị. Đó là như vậy. Thông thường tất cả những gì mà Đức Phật này trình bày á, đều rất là nhiều lãnh vực. Nó tùy theo con người, nó tùy theo tình huống, tùy theo sự việc,
tùy theo cơ tính chúng sanh và tùy thuộc vào hội chúng. Nhưng mà chung quy cũng chỉ nhắm vào ba vấn đề chính sau đây. Thứ nhất là trình bày về thiện. Thứ nhất là trình bày về bất thiện, bản chất của bất thiện. Thứ hai đó là trình bày về bản chất của thiện. Và thứ ba đó là trình bày về sự nguy hiểm của sanh tử. Chung quy cũng nhắm vào ba cái khía cạnh. Và ba điều này á, thưa quý vị, có thể nói là một chân lý bất di bất dịch. Cho dù mình có muốn tin hay không tin, nó không có vì đó mà nó khác đi, nó thay đổi bản chất của nó. Chính vì thế mà với những cái sự trình bày của Ngài á, những người nghe khi đã có cái sự chuẩn bị về tâm lý một cách công bằng, nhẹ nhàng để nhận thức, luôn luôn bao giờ cũng chấp nhận những điều mà Ngài nói. Đó là sự thật, đó là đúng đắn, đó là điều nên làm, đó là con đường. Chính vì thế mà cái bước đầu tiên đó, thưa quý vị, trong việc để mà khai mở cái con đường hướng đến sự thoát khổ đó, điều rất là quan trọng đó chính là như lý tác ý, khéo tác ý. Và ở đây trong pháp có trình bày đến sự khéo tác ý này, nó dựa trên năm nguyên nhân để mà sanh khởi, để mà có mặt. Nguyên nhân thứ nhất đó chính là búp bê Chakuta Punyata. Đó là tác ý nó dựa trên cái nhân sanh là tích trữ thiện nghiệp trong quá khứ. Pháp thứ hai đó chính là Patiru Padesa Vasa. Đó là ở những nơi có chánh pháp hay là có cái bậc thiện trí. Thứ ba đó là Sapurisa Panisaya, thân cận bậc thiện trí. Thứ tư là Sattamma Savana, nghe chánh pháp. Và cuối cùng là Attasamma Panithi, an trú thân khẩu ý trong thiện pháp. Thì đây là năm nhân để mà sanh cái sự khéo tác ý, năm nhân để mà làm sanh khởi cái sự nhận thức đúng đắn, xác định được đúng chính xác cái con đường thật sự dẫn đến sự giải thoát khỏi khổ. Thì trong năm nhân này chúng ta thấy rằng nó có một nhân thuộc về nghiệp quá khứ, tích trữ, và còn bốn pháp hiện tại á, bốn nhân còn lại ở nằm ngay cái thời điểm ngay trong hiện tại. Và trong đó nó có một nhân, đó là được nghe chánh pháp. Được nghe chánh pháp. Cái người đó mà đã thường xuyên có cái đời sống an trú trong thiện pháp nhiều ở trong quá khứ, thưa quý vị, thì cái khả năng để mà nhận thức vấn đề, khả năng để mà khéo tác ý, nó rất là cao. Nó rất là cao. Cho nên chính vì thế mà chúng ta thấy rằng tại sao có những con người á, khi lần đầu họ gặp về giáo pháp của nhiều chủ thuyết khác nhau, nhưng mà có những giáo pháp trình bày họ cảm thấy giống như là cái gì đó nó không có được đúng đó. Cái này hình như nó có gì đó sai sai. Và họ bỏ qua một bên, họ không tin và tiếp tục là đi tìm kiếm. Đây là do cái khả năng bẩm sinh, thưa quý vị. Mình nói là khả năng bẩm sinh, nhưng theo như từ chuyên môn đó chính là do bởi cái nghiệp tích trữ của người này trong thiện pháp và trong quá khứ nhiều, sâu dày. Cho nên việc nhận thức được vấn đề đối với người này không có dễ dàng bị mắc lừa, không có dễ dàng bị lầm lại. Đây là cái yếu tố thứ nhất. Còn ba cái yếu tố, bốn cái yếu tố còn lại
đó là ở nơi của chánh pháp, thân cật bậc trí ta được nghe chánh pháp. Thì điều này chúng ta dễ hiểu rồi. Và cuối cùng là an trú thân khẩu ý ở trong thiện pháp. Đối với người mà đời sống của họ được thiết lập ở trong thiện nghiệp nhiều bao nhiêu, thì cái khả năng về xác định vấn đề, khéo tác ý của họ, về sự nhạy bén của họ nó sẽ càng cao bấy nhiêu. Họ không có dễ dàng bị mắc lừa hoặc là dễ dàng vội tin bởi một cái lý luận hay một cái chủ thuyết nào đó mà nó không đúng với chân lý. Chính vì thế mà đây là điều mà mình cần phải lưu ý, nó rất là quan trọng. Bởi vì Yoniso Manasikara đó chính là cái pháp làm gốc, pháp làm gốc để mà cho những cái pháp còn lại sanh khởi. Và một người khi đã khéo tác ý, khi đã có cái tư duy xác định được con đường chân chánh rồi, đâu là pháp cần phải tu tập, đâu là cảm pháp cần từ bỏ, thì lúc bây giờ nó sẽ có một cái sự hân hoan khởi lên. Nó cũng giống như là mình bị nhiều người của chúng ta bị nhốt ở trong một cái căn phòng, nhưng mà mình không có biết được cái con đường để mà đi ra khỏi cái căn phòng tối tăm. Thì lúc bây giờ khi mà một người họ đã nhìn ra thấy được cái cánh cửa, họ nhìn ra được thấy được cái con đường vốn dĩ để thoát thân, thì lúc đó tất cả mọi người ở đó sẽ rất là hân hoan, bởi vì tìm đã nhìn thấy được ra được cái con đường rồi. Họ không có cần phải mất thời gian nhiều để mà nương tựa đi tìm kiếm ở những chỗ khác, đã xác định được vấn đề. Yoniso Manasikara nó cũng ví như là cái bánh lái, thưa quý vị, bánh lái của con thuyền. Khi mà đã định hướng được con thuyền á, nó sở dĩ nó đi được là do nhờ cái sự định hướng của cái bánh lái, định hướng của bánh lái. Khi đã xác định đúng rồi thì lúc bây giờ cái việc di chuyển về cái phương hướng đó nó sẽ là tiếp theo. Và chúng ta cũng vậy, khi mình nhìn nhận ra được vấn đề, khi nhìn nhận ra được cái con đường, cái gì mà mình cần phải đáng tin tưởng, cái gì không đáng tin tưởng, cái gì cho là tốt đẹp, cái gì cho là không tốt đẹp, thì lúc bây giờ mình hiểu ra được, mình xác định được, thì lúc bây giờ cứ thế mà đi thôi. Ra đi trong cái sự hân hoan, sự vui mừng, sự phấn khởi. Chính vì thế mà ở đây Ngài Xá Lợi Phất Ngài trình bày rằng do khéo tác ý, do khéo tác ý hay là do chánh tư duy hân hoan sanh, hân hoan sanh. Và khi cái sự nhiệt huyết hân hoan đối với con đường tu tập nó đã được hiện khởi, nó đã có mặt rồi, thì lúc bây giờ cái chi phần hỷ là sự vui thích, sự vui thích nó sẽ có mặt, nó sẽ có mặt, thưa quý vị. Hỷ ở đây nó không phải là những cái sự vui mừng lạc thú giống như là thọ hưởng các dục lạc, mà nó đóng vai trò của thiền chi, nó đóng vai trò của chi thiền.
nó có công năng, có năng lực để mà đối trị lại với sân hận, với sự bất mãn. Chúng ta thường hay vui thích thọ hưởng đối với những thứ mà nó đưa đến cái sự bất mãn ở đằng sau. Cho nên chính vì vậy mà một khi hỷ nó sanh khởi, thưa quý vị, ở đây nó sẽ làm cho tâm, nội tâm của vị ấy có sự hân hoan, sự vui thích, đẩy lùi được những cái trạng thái như là bất mãn ở trong chính cuộc sống của mình. Cái mà hỷ lạc của năm dục á, nó luôn luôn nó có cái bề trái của nó, đó chính là sự bất mãn. Nhưng mà cái chi hỷ của thiền chi á, thưa quý vị, thì ngược lại không như vậy. Nó có công năng đẩy lùi cái sự bất mãn. Sự vui thích này nó được dựa trên cái nền tảng của sự phát triển nội tâm, của sự phát triển nội tâm, chứ không phải là vui thích thỏa mãn đối với năm dục. Điều này nó cũng là một giai đoạn để mà phát triển tâm của chúng ta. Cũng giống như là khi mà mình còn nhỏ thì cái sự nhận thức, cái sự vui thích của mình, thưa quý vị, mình cho là tối thượng, thích thú cho. Nhưng đến cái giai đoạn thành hơn thì cái sở thích của mình nó khác đi, mình sẽ nhìn ra được sự thích thú đó nó vốn nó không có an ổn, nó vốn nó không có an ổn, nó có cái gì đó nó bất an. Cho nên chính vì thế mà cái sở thích của cái tuổi của chúng ta khi mà trưởng thành nó cũng thay đổi. Ở đây cũng vậy, đối với một vị tu tập, khi đã khéo thiết lập được sự khéo tác ý về phương hướng tu tập cách đúng đắn, lúc bây giờ vị ấy rất là hồ hởi, rất là hân hoan. Và đây là một cái nền tảng để khiến cho thiền chi sanh khởi, đó là hỷ, thưa quý vị. Sự hân hoan trong việc tu tập nội tại nó sẽ dẫn đến thân vị đó được nhẹ nhàng và cảm thọ lạc, cảm thọ lạc. Sự nhẹ nhàng này, thưa quý vị, nó khác xa, nó vượt xa và thù thắng hơn so với sự an lạc của thân trong cái tình trạng mà chúng ta thọ hưởng về năm dục rất là xa, rất là xa. Cho nên chính vì thế mà có một vài những cái trường hợp, những vị tỳ kheo trước đây có cái đời sống là những bậc vương giả, là những vị vua cai trị quốc độ, nhưng mà khi mà vị ấy đã xuất gia, sống đời sống không có gia đình, chứng và trú được các tầng thiền, thì vị ấy cảm thọ được một cái sự
hoan hỷ, một cái sự nhẹ nhàng của thân và tâm, một cái sự lạc thọ biến mãn khắp toàn thân sanh khởi, nó vượt xa đối với cái thời điểm mà trước đây vị đó đã hưởng năm dục công đức. Chính vì thế mà vị đó thốt lên nên lời: à, ôi có sự an lạc. Thì điều này thưa quý vị, ta thấy rằng khi mà nội tâm của mình đã có sự vui thích với những pháp thuộc về nội phần tu tập, thì lúc bây giờ thân của mình, sắc pháp thân của mình nó rất là nhẹ nhàng, nó có những cái cảm giác lạc thọ biến mãn toàn thân. Đây là một cái giai đoạn thù thắng, phát triển tột độ của hỷ đem lại, của hỷ đem lại. Suy nhớ đến một cái lời giảng của một vị thiền sư có đề cập đến, nói là tất cả chúng ta thường khi mà mình chưa có tìm kiếm cái sự vui thú trong cái đời sống nội tại của bản thân, trong cái đời sống sống viễn ly, cô độc, để mà có thể có được cái sự tự do, nếm được cái hương vị của sự tự do thoải mái của đời sống độc thân, tự do để mà học pháp, tự do để mà hành pháp, thì phần lớn còn lại tất cả chúng ta đều đi tìm kiếm cái niềm vui và cái sự an lạc dựa vào bên ngoài đem lại. Và khi làm như vậy, nó chẳng khác nào là tất cả những cái vui buồn của mình đó, đều dựa trên sự thay đổi của người khác, sự thay đổi của người khác, sự ban tặng của người khác đến cho mình. Khi nghe nói đến điều đó, thưa quý vị, khi nghe trình bày đến việc như vậy á, thật sự là lúc đó tâm của sư rất là chấn động. Nó có cái sự hoan hỷ. Hoan hỷ bởi vì quả thật đúng quá đi. Nếu nói theo từ chuyên môn á, đó chính là chúng ta tìm kiếm hỷ lạc dựa trên năm dục đem lại. Nhưng mà nếu nói theo thế thường để cho mình dễ hiểu một chút, đó chính là vui buồn của mình nó dựa trên những cái ngoại cảnh, do người khác người ta ban cho mình. Và người ta thích thì người ta cho mình vui, còn người ta không thích thì người ta đoạt đi niềm vui của mình. Cho nên chính vì thế mà mọi vui buồn của mình nó dường như nó rất là mong manh, rất là mong manh, và mình phải đấu tranh rất là nhiều, cực khổ lắm mình mới tầm cầu được. Trong khi đối với cái đời sống hoan hỷ nội tại của một vị tỳ kheo, thưa quý vị, thì nó lại khác, hoàn toàn khác. Nó không dựa, nó không có y cứ vào cái vui buồn mà người khác muốn hay không muốn cho mình. Nhất là trong cái trường hợp mà vị tỳ kheo tu tập có hỷ, khinh an và lạc những chi thiền sanh khởi, thì vị ấy thỏa mãn, vui thích, thọ hưởng đối với những pháp do mình tự gầy dựng, do mình tự gầy dựng. Và điều này không có ai có thể nào mà đoạt được, thưa quý vị. Điều này không ai đoạt được, bởi vì nó không có y cứ, nó không có y cứ vào cái vui buồn của người khác mang lại. Vì đó tự tạo cho mình một cái niềm hân hoan trong cái cuộc sống của chính bản thân mình. Chuyện này là
điều mà chúng ta có thể có được, có thể có được nếu mà mình khéo tác ý, thấy đúng được phương hướng, đúng vấn đề, có sự hân hoan, có sự thích thú, hoan hỷ, có sự nhẹ nhàng, từ đó dẫn đến sự nhẹ nhàng và cảm thọ là đây là những chi thiền hết, thưa quý vị. Trong phần này ngài Sariputta ngài trình bày đó chính là năng lực của những thiền chi. Thân của mình đó, nó rất là ngọt. Với cái sự dao động khi mà mình tham sân theo cuộc đời á, mình hỷ lạc đối với năm dục, lúc bây giờ thật ra thân của mình nó không có được nhẹ nhàng. Thân mình không có được nhẹ nhàng đúng không quý vị? Nó không có được thấm nhuần lạc thọ. Có lạc thọ nhưng mà cái lạc thọ do năm dục đó nó không có, nó không có tối thượng, nó không có tối thượng. Và ở đây đối với trường hợp của một vị hành giả, khi mà nội tâm của mình á, chúng ta tu tập có những lúc mà mình an trú, mình có niệm định tuệ mạnh, sanh khởi, thì lúc bây giờ cái sự thích thú, cái sự thích thú đối với pháp đó nó sẽ đem đến cho thân của vị ấy có được cái sự nhẹ nhàng, cảm giác được rất là an lạc, thoải mái. Cho nên vì thế mà chúng ta thấy nó có những trường hợp á, tại sao trong những cái thời khắc tu tập, đôi lúc mà ở ngoài á, mình không có sống xuất gia, mình ăn quá trời quá đất, hoặc là mình bồi dưỡng thân thể coi như là các kiểu, nhưng mà hình như nó không có được nhẹ nhàng, nó không có được thư thái, nó không có an ổn, nó không có an lạc và trong sáng. Như trường hợp của những người mà người ta ăn rất là ít, người ta ăn rất là ít, người ta mặc rất là khiêm tốn, giản dị, nhưng mà nội tâm người ta tu tập, nó toát ra một cái vẻ bên ngoài rất là nhẹ nhàng và trong sáng. Nó có cái chuyện đó thưa quý vị. Nói đến điều này sư mới chợt nhớ lại là khi mà cái thời gian mà năm 2010 có một lần sư có dịp qua bên trường thiền của ngài Pa Ốc, ở đó một thời gian. Trong khoảng thời gian đó sư ở chỉ với một cái mục đích thôi, là để đối chiếu và để quan sát về cái cách sống cũng như việc tu tập ở trên thực tế đối với một cái nơi chốn mà được xem như có sự gìn giữ cái truyền thống của luật tạng, nó sát nhiều nhất. Thì với mục đích đó thôi, có nghĩa là nghe nói rồi nhưng mà cũng chưa có mình phải tận mắt đi thấy, thì lúc bây giờ mình mới có cái sự nhận định của bản thân mình đối chiếu với chánh tạng, xem nó có phù hợp hay không phù hợp. Tuy nhiên nói thật với quý vị á, có những điều á khi mà tiếp xúc trên thực tế, nói cái này nó hơi ra ngoài lề một chút, nhưng mà nó cũng có lợi ích chứ không phải là không. Mình đừng bao giờ mà mình quá tin tưởng chỉ vì nghe. Thật sự là như vậy đúng không quý vị? Bởi vì có những cái trường hợp á, khi nghe nơi đó là có tiếng tâm như vậy, mình cho cái gì từ đó cũng đúng hết, cũng đúng với lời Phật dạy ở trong chánh tạng.
Nhưng mà trên thực tế nó có những điểm mà mình cần phải suy xét lại, chứ không phải là tất cả những gì xuất phát từ nơi đó đều là chính xác hết 100%. Thật sự là như vậy. À, đây là một cái lần khảo sát đưa đến cho chính bản thân sư một cái nhận định rất là nhiều cái sự lợi ích. Và cũng chính trong cái lần đó thưa quý vị, do bởi sư có để ý là do cái công việc mà sư phải tiếp cận, cho nên từ đó mình có nhiều cái cơ hội để mà được gần gũi. Sư có dịp để được gần gũi nhiều và để ý đến một ngày cũng lúc năm đó sư nhớ là ngày 19 hạ. Năm đó sư nhớ vị đó 19 hạ. Ngày có tên là ngày Ukun. Ngày Ukun. Thì ngài Ukun và ngài Uchandima là hai vị đương thời, lúc cái thời điểm đó là nắm giữ về những cái việc xử lý về luật của chư tỳ khưu ở trong cái trú xứ đó. Nhưng mà lúc mà sư qua thì ngài Ukun ngài giao việc lại cho một vị làm ở sân khảo phí khác để mà ngài chuyên tâm tu tập. Ngài chuyên tâm tu tập. Còn vị ngài Uchandima thì lúc đó ngài làm công việc đè nặng lên vai ngài rất là nhiều. Thì lúc đó sư nhớ là ngài Ukun là ngày 19 hạ. Bởi vì khi vào gặp á, vị ấy hỏi sư phụ của sư về hạ lạp phí sư để mà biết ứng xử á, thì lúc đó biết được hạ lạp của vị đó. Thì sư quan sát để ý á, thưa quý vị, cái khoảng thời gian mà ngài vị đó tu tập á, phải nói rằng sự tinh tấn của vị ấy rất là cao. Trong suốt thời gian sư ở đó 2 tháng, sư thấy vị đó chỉ có đi về trú xứ rồi xong rồi nghe kẽn nghe đánh mỏ, bên đó không có kẽn mà đánh mỏ, rồi đi lên thiền đường ngồi cho hết, coi như là cái thời khóa theo quy định của theo cái lịch của thiền, của trường thiền, và đi xuống cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác mà ròng rã suốt 1 tháng mấy 2 tháng thực việc. Hay nói một cách khác là cái thời thiền nào á, vì đó đặt xuống ngồi á là không dưới 3 tiếng đồng hồ. Thì ở đây sư để ý đối với vị đó, cái sắc pháp đó thưa quý vị, nó rất là sáng, hai đôi mắt của ngài rất là sáng, sắc rất là tươi nhuận. Ngày ăn có một lần thôi, chắc cũng có ăn điểm tâm nữa, nhưng mà cái sắc pháp của ngài rất là tươi nhuận, rất là trong sáng. Thì ở đây thưa quý vị, mình không có nói, sư không có biết là vị đó có chứng đạt hay là cái gì hay không, nhưng mà khi mà chúng ta tu tập á, mà có những cái thiền chi nó đã sanh khởi á, thì nó làm cho thân của mình nó có được cái sự trong sáng nhẹ nhàng, thân của mình được cái cảm thọ an lạc. Cái niềm vui đó nó vượt xa đối với cái niềm vui y cứ vào năm dục rất là nhiều. Nếu như mà không có những cái chi phần này sanh khởi thưa quý vị, nói thật chúng ta sẽ không thể nào giữ mình được lâu ở trong cái đạo lộ tu tập về thiền chỉ hoặc là thiền quán đâu. Thật sự là như vậy. Mình tu tập mới đầu á, tại sao mình hay có những cái cảm giác là lười biếng, rồi cứ lằng nhằng lưỡng lự đó, nghi hoặc đó, không có quyết đoán, rồi cảm thấy không có an lạc, sân hận, vân vân đủ thứ. Đó chính là do bởi mình chưa có những cái thiền chi, nó sanh khởi.
nó sanh khởi, hoặc có rồi nhưng mà nó chưa có mạnh. Cho nên chính vì vậy mà cái việc tu của mình đó, trong những cái thời khóa, những cái thời khắc đó, có những lúc mình cảm thấy mình tu rất là sung, tu rất là sung, thân tâm rất là thư thế nhẹ nhàng, đó chính là do năng lực của thiền chi đem lại, nó làm cho thân tâm mình được như vậy. Nếu như mà mình không có thiền chi á, thì sự bảo đảm với quý vị sẽ chạy mất dép, chạy mất dép. Mình cảm giác được cái điều đó. Thật ra chính bản thân thân sư cũng đã qua những gì mình quan sát và những gì mà mình có được những kinh nghiệm chút gì đó ở trên bản thân mình, cho nên mình tự hiểu ra được vấn đề. Thật sự là như vậy. Không có sự hân hoan, không có hỷ, không có an, không có lạc ở trong tu, chúng ta sẽ không thể nào mà ở trong đó được một cách thoải mái. Chúng ta ở rất là miễn cưỡng. Chỉ khi nào mà mình đè nén được, thì từ từ chúng ta mới có được, mới nếm được những cái kiểu vị như thế nào được gọi là hỷ của thiền, như thế nào được gọi là khinh an, và như thế nào được gọi là lạc. Và tất cả những chi phần này là dấu hiệu của định sanh khởi, của định sanh khởi. Khi thân tâm được yên ổn, cảm giác được lạc thọ thấm nhận toàn châu thân, thì lúc bấy giờ nội tâm sẽ được tập trung, nội tâm sẽ được tập trung, nó hỗ trợ ngược lại, thưa quý vị. Cho nên mình thấy rằng là lúc mình bất an thì hoặc là mình tham sân, rồi mình suy nghĩ nhiều quá, dao động nhiều quá trong đời sống, thân tâm của mình nó có những cái trạng thái nhẹ nhàng khinh an, thì lúc đó cái khả năng tập trung của mình nó rất là khó, thưa quý vị. Khả năng tập trung của mình rất là khó. Còn lúc mà thân tâm của mình được nhẹ nhàng, được yên ổn, thì lúc bây giờ nó cũng là một cái pháp để mà làm cho cái sự tập trung, được sự tập trung nó sanh khởi. Và định ở đây cũng là một chi phần của thiền chi. Đối với một vị đã phát triển được như vậy, thì lúc bây giờ năm triền cái được lắng yên. Và điều gì sẽ tiếp tục? Đó chính là vị ấy sẽ thấy được với nội tâm định tĩnh, yên lặng, vị ấy sẽ thấy được các pháp như thật như chân. Sẽ thấy được các pháp như thật. Mà ở đây muốn ám chỉ đến là tam tước, hoặc là tứ đế, sẽ thấy được những khía cạnh của bốn pháp diệu đế một cách rất rõ ràng. Ở trong cái đạo lộ tu tập đó, thưa quý vị, sở dĩ mình chưa có dứt khoát, mình vẫn còn thấy như năm dục nó cũng an lạc, chứ đâu có gì ghê gớm đâu chẳng hạn. Hoặc là cái sự lưỡng lự phân vân đối với nội tâm của mình chưa có dám nhiệt tình lắm đối với việc tu tập, là do bởi mình chưa có thấy rõ được chân tướng của sự thật. Đối với những người mà càng thấy sự thật bao nhiêu, càng thấy rõ vấn đề bao nhiêu, thì lúc đó vị đó sẽ biết được là những pháp đó mình cần phải nhàm chán, cần phải yểm ly. Yểm ly ở đây có nghĩa là nhàm chán, thưa quý vị. Bởi vì trên thực tế đối với việc nhận thức của một người tu tập mới đầu, mình bỏ những điều ác, mình làm những chuyện thiện cho đó là tốt,
Nhưng mà thiện á thưa quý vị, nó cũng có lĩnh vực của nó nữa. Thiện đối với dục giới nó chỉ ở mức độ như vậy, mà thiện sắc giới, tức là thiện của những chi thiền, sanh khởi những chi thiền, nó thù thắng hơn, nó khác. Mà để đi bước xa hơn nữa thì vị ấy phải thấy được toàn bộ tất cả những gì, dù cho nó là bất thiện, thiện hay là những chi thiện, thì nó cũng đều nằm ở trong một cái quy luật chung, đó là quy luật tam tướng. Cho từ đây á, do thấy đi thấy lại nhiều lần, càng nhìn thấy dưới ánh sáng của trí tuệ, nhận diện được chân lý nhiều bao nhiêu, thì cái thái độ tâm của vị đó lúc bây giờ sẽ không có bị dính mắc, không bị dính mắc, sẽ chán nản, nhàm chán. Nhàm chán ở đây nó không phải là giống như kiểu mình mà ngồi coi như là cắn móng tay, giống như là chưa có lãnh lương chẳng hạn. Thì cái chuyện đó không phải như vậy thưa quý vị. Nhàm chán ở đây nói là nói như vậy, chứ trên thực tế đó, trên thực tế thì đây đó chính là một cái loại trí. Đây chính là một cái loại trí do hiểu thấy đúng được cái bản chất của pháp đó, mà nhàm chán, mà không có can dự vào những cái rắc rối đó nữa. Ý là như vậy đó. Chứ không phải như mình chán mà kiểu như chán đời, hay là chán do chưa được lãnh lương, hay là mới bị ba mẹ la, hay là tháng này ba mẹ chưa gửi tiền về, hay là gì đó. Không phải như vậy. Phải như vậy. Đó là sự yểm ly. Thì khi vị ấy đã yểm ly rồi thì tâm được ly tham vô nhiễm, không có bị dính mắc, không bị dính mắc, không có bị vướng kẹt vào bất cứ một tình trạng nào, không có nhìn bất thiện dưới cái ánh mắt chê bai, miệt thị hoặc là hất hủi, không có vì thấy thiện mà tâng bốc đưa lên trời xanh, hoặc là khen ngợi hay là thiên vị vân vân. Vị ấy chỉ có nhìn dưới một cái ánh sáng là các pháp đều là vô thường, đều là khổ, đều là vô ngã, không có nên can dự, không có nên nặng nhẹ, không có nên nặng nhẹ đối với bất kỳ một trường nào. Cho nên cái trạng thái vô nhiễm được hình thành. Và khi vô nhiễm được hình thành thì đạt được cái sự giải thoát. Bởi vì giải thoát đó thưa quý vị, nó có nhiều tên gọi lắm, chẳng hạn như ly tham nè, vô nhiễm nè, bất tử nè, vân vân, có nhiều cái tên gọi lắm. Ở đây chúng ta thấy rằng tất cả một cái hành trình mà đã được Ngài Xá Lợi Phất Ngài trình bày ở trong chương chính pháp đa tác dụng, đó là một con đường, đó là một con đường tu tập với khởi điểm từ một sự định hướng khéo léo, một sự định hướng khéo léo đúng đắn, chân chánh không có lỗi lầm, rồi phát triển đời sống nội tâm. Vì ấy dần dà sẽ bước vào những cái giai đoạn sâu hơn, sâu hơn, và cuối cùng đạt đến được cái sự giải thoát, chấm dứt mọi cái sự khổ một cách hoàn toàn, dựa trên cái nền tảng của Yoniso Manasikara, tức là khéo tác ý. Chúng ta nên nhớ rằng là đối với việc định nghĩa của thiện pháp, nó có đến năm ý nghĩa, là nó có năm nghĩa, là mình đừng có nghĩ rằng chỉ là đó là tốt đẹp, đó là những pháp lành cho quả vui, nó chỉ là một trong số những ý nghĩa trong đó thôi. Nhưng mà cái ý nghĩa mà mình hay quên đó chính là khéo léo. Khéo léo nó cũng là một ý nghĩa của thiện pháp nữa. Chính vì thế mà trong việc xác định được phương hướng về con đường á, bước đầu rất là quan trọng.
Bởi thế mà ở trong phần bài học này, chứng pháp đa tác dụng đối với các pháp khéo tác ý có tên gọi là Yoniso Manasikara Mulaka Thamma, Mulaka Thamma rất quan trọng. Chỉ bước đầu tiên thôi, tuy nó là tiên khởi, nó không phải là một mà nó không có cái phải là cái giai đoạn cận kề của kết quả cuối cùng của cứu cánh phạm hạnh, nhưng mà nó là một cái khởi đầu, một khởi đầu rất quan trọng. Và từ đó chúng ta mới có thể đi đến cái bước cuối cùng. Trong kinh Đức Thế Tôn Ngài cũng có nói đến một cái pháp thoại như thế này. Ngài nói rằng này các tỳ khu, ta không thấy đối với một tỳ vị này các tỳ khu, đối với một không khéo tác ý, đối với một vị tỳ khu không khéo tác ý thì có thể để mà đoạn trừ được vô minh, làm minh, khiến minh sanh khởi, tác chứng niết bàn, sự kiện này không xảy ra. Vì sao vậy này các tỳ khu? Bởi vì không khéo tác ý. Và ngược lại, Đức Phật Ngài dạy rằng là này các tỳ khu, đối với một vị tỳ khu khéo tác ý, có thể dứt được vô minh, khiến minh sanh khởi, có thể đâm thủng được vô minh, có thể đâm thủng được vô minh, khiến minh sanh khởi, tác chứng được niết bàn, sự kiện này có thể xảy ra. Vì sao vậy này các tỳ khu? Vì khéo tác ý, vì khéo tác ý. Đó là tất cả những gì mà ở trong cái phần nội dung bài học hôm nay xin trình bày đến cho lớp học chúng ta là như vậy. Và phần còn lại thì xin con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, Thượng tọa Giác Đẳng, xin kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng hãy hoan nghỉ điều hòa với buổi thảo luận của chư tăng. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, thưa kính trường đại đức quý niệm, thưa quý vị, chúng tôi thực sự gặp một chút khó khăn là bài học ngày hôm nay có rất là nhiều điểm cần thảo luận, nhưng mà thì giờ của chúng ta thì rất là ít, bởi vì chúng ta bước qua pháp chính chi rồi pháp quán thôi, hy vọng rằng có thể sắp xếp để chúng ta có thể đi qua nhiều câu hỏi. Bạch thưa tòa tu sư, thưa tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tòa tu sư đang có mặt ở trước máy, kính thưa thưa tòa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Bạch thưa tòa tu sư, câu đầu tiên đó là chúng ta cần làm rõ ở đây chúng ta có cái ý nghĩa của trong bản dịch về ý nghĩa bản chú thích của thưa sư đó. Thì mới đọc thì cũng để ý, nhưng mà đọc cho kỹ thì thấy là hai cái lời dịch rất là khác. Cái chữ mà Nava Yoniso Manasikara Mulakara Thamma thì trong bản dịch thì dịch là chính tư duy về căn pháp, tư duy về căn pháp, cái đó nó khác với chính pháp sanh khởi do khéo thức ý làm đó. Thì tôi nghĩ xác định rõ ràng ý nghĩa này trước khi chúng ta đi sang những câu khác. Và nếu mà khéo thức ý gốc thì ở đây nó mang ý nghĩa gì? Kính thưa thưa tòa. Anh Nam Mô Bổn Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chúng thịnh văn đệ tử Phật, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Thực ra thì ở trong cái bản dịch nếu chính tư duy về căn pháp á,
Dịch như vậy thì nó không có, nó không có đúng cái cụm từ của Pali. Bởi vì nếu mà suy tư, nếu mà tư duy về căn pháp thì rõ ràng ở đây căn pháp nó phải là túc từ của cái thuộc từ tư duy. Mà đằng này đó, thì cái chữ Yoniso Manasikara nó lại là nằm ở phía trước cái chữ Mula. Và chữ Mula ở đây lại thêm cái tiếp vị ngữ, cái tiền tố, cái hậu tố là dịch ca, thì chia số nhiều thành ca. Bởi vì tên nó quá là chính. Ở đây chính pháp mà sinh khởi do theo cái ý làm gốc. Nói như vậy thì dễ hiểu vì sao vậy. Vì ở đây chúng ta tu tập là mục đích để được giải thoát, vừa muốn chật tí. Mà giải thoát là do cái gì? Giải thoát là do viraga, tức là do vô nhiễm, hay gọi là ly tham. Mà vô nhiễm viraga là do yểm ly, tức là nhàm chán, nipidam, nipidanto. Mà yểm ly là do cái gì? Yểm ly là do yatha bhutang channang passang, tức là do thấy biết như thật. Và yatha bhutang channati pasti, thấy biết như thật là do cái gì? Là do cái samahite đó, chi tề đó, là do cái tâm định tĩnh. Mà chittang samadhi tí, tâm định tĩnh là nhờ cái gì? Nhờ an lạc xuất khăn. Mà khi xuất khăn quê đi tí, cái cảm thọ an lạc là do cái gì? Cảm thọ an lạc là nhờ cái thân được khinh an passattha kayo. Mà kaya passampati, thân được khinh an nhẹ nhàng là do cái gì? Là pi tí mà nó sát, tức là do tâm hỷ, tâm hỷ lạc. Và cái tâm hỷ đó là do cái gì? Pi tí chạy cho tí, tâm hỷ này sanh khởi là do nơi không muốn đi tát sát, tức là do cái sự hân hoan. Mà vẫn muốn chân chay giới tí, mà cái sự hân hoan nó sanh là do cái gì? Hân hoan nó sanh là do Yoniso Manasikaroto. Manasikaroto ở đây xuất sức cách, ô cái chữ tô ở phía sau đó nó là xuất sức cách, nó thay thế cho Panchamin phát tín. Thì như vậy đó, khi mà nói đến sự giải thoát á, là mình phân từ từ những cái nguyên nhân mà phát sinh lên được giải thoát đó, thì cuối cùng thì chính do cái sự khéo tẩy, chính do cái sự khéo tẩy. Bởi vậy cho nên khi mà vị tỳ kheo có sự khéo tẩy thì vị đó sẽ được giải thoát. Nhưng mà đang khi không nói khéo tác ý được giải thoát thì cái đó là chúng ta kết luận tắt ngang thôi. Nhưng mà thí dụ bây giờ thế này thì chúng ta nói được no là do nhờ cây lúa. Vậy đương nhiên là ở dưới quê đó mình có cày thì mới được ấm no,
Nói như vậy thì bây giờ chúng ta phải nói là do cài vừa đất cho nó mềm rồi mới cấy được lúa, mà do cấy được lúa thì mới lúa trổ, mà lúa trổ thì mới có hạt, rồi có hạt chín rồi đó thì mới đem về giã gạo, mà giã thành gạo rồi đó thì mới bắt đầu nấu cơm, mà nấu cơm thì rồi dọn lên mình ăn, có ăn thì mới có no. Thì như vậy nói tóm lại là do cây lúa mà được no, người ta nói cái gốc hay như vậy. Cho nên á, cái sự giải thoát đó, thì cái gốc của nó do cái sự khéo tác ý, cái gốc là do sự khéo tác ý. Bởi vì cái chữ Yoniso Mariskara Mulaka Thamma, tức là những pháp mà nó sanh khởi do khéo tác ý làm gốc, bởi vì cái đó là cái điểm khởi đầu, do cái điểm khởi đầu. Như vậy trong trường hợp này đó, nếu mà nói rằng là chính tư duy về căn pháp đó, thì ở đây chúng ta thấy rõ là nếu mà dịch như vậy đó thì lại có cái ý nghĩa khác, ý nghĩa rất khác biệt, rất khác biệt. Bởi vì chúng ta suy tư về căn pháp đó, tức là suy tư tất cả những pháp nào là gốc thì chúng ta mới suy tư, chỉ là suy tư thôi. Còn ở đây đó là cái chủ đích của cái bài học này là chúng ta phải nhớ là cái sự khéo tác ý Yoniso Manasikara nó là gốc rễ, nó là gốc rễ, cái nguồn cội, từ cái nguồn cội gốc rễ đó mà nó phát sinh lên những cái pháp tiếp theo cho đến cái sự giải thoát. Cho nên khi mà chúng tôi soạn cái chỗ này, chúng tôi đã có cái sự đắn đo, không phải là chỉ theo cái mạch văn của tiếng Pali không, mà chúng tôi phải đắn đo pháp và coi theo trong chú giải, thì lúc đó chúng tôi mới soạn, mới viết như vậy. Thì ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng về cái cụm từ Yoniso Manasikara. Xin kính thỉnh Thượng Tọa trả lời. Sao thủ cái trường Thượng Tọa Thế Sư, mà Thượng Tọa Thế Sư ngày hôm nay đó, trong xã hội người ta thường nói đến cái positive thinking hay là big thinking, mà thường positive thinking là suy nghĩ cái tích cực. Thí dụ như một người mà sống trong tù hay là gặp trong hoàn cảnh khổ nạn, thay vì để tinh thần suy sụp đó, thì người đó nghĩ rằng biết đâu đây là một thử thách, và sau thử thách này đó thì người ta nói rằng gặp đại nạn mà không chết là đại phúc. Nhưng mà cái nhìn nó mang tới cách lạc quan, mang tới cách là nuôi hy vọng như vậy đó, nó có chính xác là như lý thác ý hay không? Hay là duy lý tác ý không phải là một niềm hy vọng hảo huyền, mà duy lý tác ý là một cái nhìn dựa trên sự thật mới gọi là như lý? Cái thỉnh thì tỏ quan nghĩ trở lại để nói rõ cái sự đồng và dị, cái sự khác biệt và giống nhau, khác hay là giống giữa cái suy nghĩ tích cực và duy lý tác ý. Cái thỉnh thì tỏ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nếu mà trong hai cái cụm từ cái nhìn tích cực và cái nhìn lạc quan đó, thì cái nhìn tích cực đó nó gần với cái chữ như lý tất ý hơn, còn cái nhìn lạc quan thì cái đó là chưa chắc, không phải là khéo tác ý, chưa chắc là khéo tác ý,
là bởi vì khi một người cố gắng chối bỏ những cái sự khổ đau của cuộc đời và để mà vui sống, thì cái đó thì gọi là cái nhìn lạc quan. Thật sự cái nhìn lạc quan đó, nó không phải là bằng trí tuệ, mà cái nhìn lạc quan đó có đôi khi nó chỉ là tự ký ám thị thôi, để làm cho mình có cái niềm vui mà sống. Chúng ta phải thực tiễn, đạo Phật là thực tiễn chứ không phải là cái nhìn khách, cái nhìn bi quan, mà cũng không phải là lạc quan. Chúng ta nhìn cuộc đời mà cái nhìn bi quan đó, thì làm cho chúng ta tuyệt vọng, chán nản, và chúng ta sẽ thu rút lại, chúng ta không có cái sự tiến bộ. Mà nếu mà nhìn lạc quan đó, thì cuộc đời này vốn là khổ đau, mà tối ngày chúng ta cứ lạc quan, do đó cho nên chúng ta không có một cái sự đối phó hữu hiệu khi mà gặp cái hoàn cảnh nó đến. Lạc quan kiểu đó không tốt. Hãy mình bệnh á, tùy theo cái mức độ nặng nhẹ chúng ta phải biết rõ và chúng ta uống, chứ chúng ta không có lạc quan, chúng ta nói ô không sao đâu, tôi nhỏ lớn tôi không có bệnh, cho nên người khác bệnh với tôi không có bệnh đâu. Mình cứ khỏa lấp như vậy đó, đến chừng mà cái thời kỳ thứ ba rồi đó, thì lúc bây giờ chỉ có nước là nằm đó và chờ chết. Cho nên không có lạc quan, không có lạc quan được. Nhưng mà cũng không nên bi quan, là mình phải tích cực. Cái đó là chúng ta bàn về cái vấn đề nhìn lạc quan bi quan. Còn bây giờ cái nhìn tích cực đó, tức là suy nghĩ cái cách như thế nào, suy nghĩ theo cái chiều hướng là để làm cho cái tâm nó được phấn chấn lên. Suy nghĩ theo cái chiều hướng để làm cho tâm phấn chấn lên, cho tâm nó không có quá phiền muộn, không có quá tuyệt vọng. Thì như vậy đó là chúng ta có cái nhìn tích cực. Nhưng mà mặc dù nói rằng cái nhìn tích cực ở trong thế gian Pháp nó cũng chưa phải là hoàn toàn giống như cái từ khép tác ý hay là như lý tác ý, như lý sô mê đích ca rá trong Phật Pháp. Bởi vì ở đời khi mà họ nói đến cái nhìn tích cực đó, thì họ chỉ là tích cực cho cuộc sống thôi. Làm sao mà để thí dụ như khi mà họ bỏ tiền vốn ra để họ lập một cái công ty, hoặc là họ đi giao dịch thương mại vân vân, rồi lúc bây giờ bị thua lỗ, bị thất bại nhiều lần, nhưng mà người đó cũng vẫn có cái nhìn tích cực, thua keo này bài keo khác, thì như vậy có đôi lúc nó cũng thành công. Nhưng mà nếu mà cái nhìn tích cực đó là nói theo đời nó là như vậy, mà nói theo Phật Pháp thì cái nhìn tích cực mà đúng với cái nghĩa như lý tác ý là như thế này. Khi mà chúng ta gặp thấy nghe ngửi nếm đụng hay là cảnh pháp mà nó trạng lại trong tư duy, trong tư tưởng, chúng ta phải suy xét theo cái chiều hướng trí tuệ để chúng ta thấy rõ được cái bản chất của nó. Cái bản chất, cái gì thuộc về pháp hữu vi thì cái đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Chúng ta phải có cái như lý tác ý như vậy đấy. Bởi vì ở đây từ từ rồi chính do cái như lý tác ý này mới dẫn đến cái giả tha phu tăng và cha na tí bát sa tí, là thấy biết như thật. Chứ còn nếu như mà chỉ là một cái nhìn tích cực không đó,
đơn giản như vậy thôi thì nó cũng chưa phải là thấy biết như thật được. Mà thấy biết như thật được tức là thấy đúng với cái tính chất của Pháp Hồn Vi. Cho nên ở đây đó, nếu mà để giải thích cho người khác nghe hiểu đó, thì chúng ta có thể nói cái sự khéo tác ý hay như lý tác ý, tức là đối với mọi cái pháp mình phải có cái nhìn tích cực. Chữ tích cực có nghĩa rộng lắm, chúng ta giải thích cho họ nghe thì được, nhưng mà chúng ta không nên lấy cái chữ khéo tác ý mà gọi là cái nhìn lạc quan được. Rigota là em trai út của ngài Sariputta. Vì là một người con út ở trong gia đình, thân mẫu của ngài Sariputta tức là bà Sari, bà nghĩ rằng bây giờ chỉ còn có một người con trai út để gìn giữ cái gia, kế thừa cái gia sản này. Cho nên bây giờ nếu mà để cho nó lớn lên á, nó bỏ nó đi tu nữa, đi xuất gia nữa theo các anh các chị đó, thì lúc bây giờ không còn ai giữ gia sản, cho nên bà mới cho người đi tìm cái cô thiếu nữ trẻ đẹp môn đăng hộ đối và có quy đức hạnh để cưới về làm vợ của Rigota. Thì trong cái ngày thành hôn theo cái tục lệ của Ấn Độ lúc bấy giờ, thì trong cái ngày thành hôn đó sẽ có một cái người lớn tuổi, bất cứ ai ở trong một gia tộc, trong gia tộc tuổi tác cao mà vẫn còn đủ đôi đủ bạn, và người đó họ sẽ cầm cái bình nước rưới trên đôi tay của tân lương và của cô dâu và chú rể để chúc phúc cho họ được hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Thì khi đó quý vị, cuộc lễ được tiến hành thì bà ngoại của chú rể được chọn là cái người để phúc chúc cho đôi tân hôn. Thì quý vị cũng biết một cái bà cụ mà 80 tuổi thì không còn xuân trẻ gì nữa, tóc bạc da nhăn, lưng cờ má khớp, răng rụng mõm sợm nha, và cầm cái bình để mà rưới nước, run rẩy rưới nước trên tay của đôi tân hôn. Lúc đó cậu công tử Rigota bất chợt nhìn hai bên, trước mặt hay là một bà cụ già, tức là bà ngoại, với cái thân tướng như vậy, với cái sắc diện như vậy, rồi lại nhìn qua cô dâu mới có 16 tuổi thôi, với tóc đen nhánh, với cái cặp mắt tinh tường, với cái màu da hồng sáng vân vân, đẹp như là một nàng tiên vậy đó. Lúc đó công tử rơi qua tấm suy nghĩ, ồ, trước đây hồi còn trẻ thì bà ngoại ta cũng có thể là một thiếu nữ cũng duyên dáng, cũng đẹp đẽ như thế này, nhưng mà rồi cái thân xác này với cái thời gian nó bào mòn cũng già đi, rồi cũng phải bệnh, phải chết,
Như vậy thì thân xác này nó tạm bỡ quá. Như cái cô tiểu thơ này là vợ của ta, bây giờ còn trẻ đẹp như thế này, rồi thời gian sau sẽ như thế nào? Ngay cả sắc thân ta cũng vậy, bây giờ là một thanh niên trai tráng dồi dào sức sống, nhưng mà rồi đến lúc nào đó khi tuổi già nó đến, nó bào mòn cái thân xác này thì cũng triều tỵ như vậy thôi. Cho nên nghĩ đến chỗ đó đó, cổ Đi Tông có 80 liên tưởng đến hàng gì các anh các chị của ta là đi xuất gia hết, chán cuộc đời, thế rồi cậu lại có cái ý định là đi xuất gia. Thì trên đường đi rước dâu về nhà đó, thì cậu ta đi ngang một cái khu rừng, nó giả vờ như là cho bụng và xin ghé lại để đi trong rừng, bìa rừng đó mà giải tỏa bức bách. Rồi cứ đi một đổi, làm như vậy, cuối cùng thì cậu ta mới nói rằng thôi các người hãy đưa cô dâu về trước, ta thủng thẳng đi ngựa theo sau, chứ còn nếu ghé như thế này thì mệt mỏi cho mọi người quá. Thì người ta nghĩ cũng phải, thôi trước cô dâu về. Thì cậu rêu tá mới là đi vô rừng rồi đi thẳng một bạch túc trong rừng luôn, tìm gặp các vị tỳ kheo để xin xuất gia. Các vị tỳ kheo lúc ban đầu hỏi có cha mẹ cho phép con nó không, chưa, trốn đi xuất gia, chư tăng không dám cho. Thì lúc đó đó công tử rêu tám mới than, và nghe cái lời than thở đó thì chư tăng cũng động lòng, các vị tỳ kheo cũng động lòng và hỏi như vậy thì vua thân bằng quý thuộc gì nữa không? Nữa khó mới kể ra là tôn giả Sa Rua Tá là anh huynh trưởng, rồi dài dài cho đến các anh chị em khác như là Upasena hay là Chú Đá là chẳng hạn. Thì chúng ta nghe như vậy mới nhớ chợt lại cái lời dặn dò của tôn giả Sa Rua Tá, liền cho xuất gia và chẳng bao lâu chứng A-la-hán. Thì thứ gì, cái đó là cái khéo tác ý theo đạo Phật. Nếu như trong trường hợp đó đó mà cậu ta có cái nhìn lạc quan đó, thì cậu ta sẽ đam mê cái sắc đẹp của cô dâu, nghĩ rằng ồ không sao đâu, từ cái sắc đẹp này cũng vẫn còn, nó ít nhất nữa cũng kéo dài cũng vỡ khoảng chừng 20-30 năm, mình hưởng lạc với cái sắc đẹp này 20 năm cũng đủ rồi, cần gì nghĩ xa. Mới nghĩ như vậy là lạc quan, nhưng mà lạc quan đó là mất đi cái cơ hội giải thoát. Còn nếu mà cái nhìn tích cực thì cậu ta có thể suy nghĩ rằng là vì ngoại ta năm nay đã 80 tuổi rồi, sống cuộc đời nhiều năm như vậy, người ai cũng đã già thôi, già đó, còn cái cô dâu này thì còn sống xuân xanh, còn sống trẻ, đâu có thể so sánh được, đúng không? Thì như vậy cậu ta nghĩ tích cực như thế nào để mà cậu ta vẫn còn đắm đuối với cái sắc đẹp đó. Thì như vậy cái nghĩa nhìn tích cực để mà đeo đuổi một bốn sắc, hay cái nhìn lạc quan để duy trì cái sự bồng bột của tuổi trẻ, thì trong trường hợp đó cả hai đều sai với cái nghĩa là khéo tác ý cả. Vì cậu ta đã suy nghĩ khéo tác ý cũng giống như là Thái tử Siddhartha mà nhìn thấy cái cảnh người già, người bệnh, người chết, sau khi được nghe chánh ác sanh nặc, do vì chư thiên chuyển tâm mà sanh nặc đã giải thích tường tận là tất cả mọi người, kể cả tôi và
thái tử cũng đều phải bị già, bị bệnh, bị chết, tất cả mọi người. Thì lúc đó đó, thái tử đã suy nghĩ, đã suy nghĩ nếu thân này là bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ, ô nhiễm, mà lại đi tầm cầu vợ con, tài sản, cũng là bị sanh, bị già, bị chết, bị sầu khổ, ô nhiễm, như vậy cái tầm cầu đó nó không cao thượng, là phi thánh cầu. Hay là ta hãy đi tầm cầu cái gì đó nó không bị sanh, không bị già, không bị bệnh, không bị chết, không bị sầu khổ, ô nhiễm, tức là cái sự giải thoát, cái sự chấm dứt cái sự khổ đau này. Nghĩ đến chỗ đó cho nên thái tử đã quyết tâm đêm nay là phải đi xuất gia. Thì thưa quý vị, thái tử đã đi xuất gia, mặc dù ngay trong ngày hôm đó là công chúa Yasothara, công chúa Yayudala đã hạ sanh một hoàng nam, một hoàng tử Rakula, nhưng mà không, thái tử chỉ rón rén bước vào phòng nhìn vợ con lần cuối để từ giã rồi ngài ra đi. Thì như vậy cái nhìn của ngài đó, cái suy nghĩ của ngài đó là cái khéo tác ý, gọi là thánh cầu, gọi là Ajaya Brijesana. Thì như vậy đó, cái Yodhisho Manisakara trong Phật giáo đặc biệt hơn, khó suy nghĩ hơn, là cái ở thông thường mà người ta gọi là cái nhìn tích cực và cái nhìn lạc quan. Cho nên chúng ta phải hiểu chỗ đó. Đôi lúc để diễn đạt Phật pháp chúng ta phải dùng thế gian pháp, nhưng mà dùng thế gian pháp có đôi khi thế gian pháp họ hiểu nghĩa một cách rất là cạn cợt, hoặc là theo một cái chiều hướng, một cái khía cạnh mà không đủ để chuyển tải cái ý nghĩa Phật ngôn được. Chúng ta phải thận trọng cái chỗ đó một chút. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Rất là hoan hỷ hôm nay có Thượng tọa Tiểu Quyền bước vào trong room, đã vào trong room. Xin kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Sa thủ kính trình Thượng tọa Tiểu Sư. Để Thượng tọa Tiểu Sư đi nghỉ. Thượng tọa Tiểu Quyền, Thượng tọa có mặt trước mắt là Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Tiểu Quyền nghe được, kính thỉnh Thượng tọa Tiểu Quyền trả lời cho câu thảo luận số 3. Thượng tọa Tiểu Quyền, thông thường đó thì khi mà mình thấy biết điều gì đó, mà đặc biệt là thấy biết một cách sáng suốt đó, thì người ta nói đến từ sự suy luận hay là đến từ cái sự suy nghĩ. Nhưng mà trong bài kinh ngày hôm nay thì đặc biệt là một cái vị mà thấy biết được cái bản chất thật sự của các pháp đó, là do tâm định tĩnh. Thì tại sao cái tâm định tĩnh, cái tâm an định mà nó lại cho chúng ta cái tuệ giác kia thay vì sự suy luận? Cái thính thì tòa tôi quyền quan nghĩ nói về ý nghĩa đây. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Thưa thì chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thầy Phật Giác Đẳng, Thầy Phật Minh Hạnh, để Đức Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức, Đức Quy Niệm cùng Chư Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì nếu mà chúng ta xét về cái bài kinh hôm nay chính là cái bài kinh chúng tôi gọi là bài kinh tịch thường, mà chính pháp nó có nhiều tác dụng. Trong đó đối với cái pháp thứ sáu
thì thượng tọa có hỏi rằng bây giờ nếu như mà với sự định tĩnh đó mà chúng ta thấy được như thật, chúng ta biết được như thật, nó không phải là cái chết, nó không phải là như một cái suy luận, trí tuệ sẽ không phát sinh đến những người không suy luận, hay là chính cái sự suy luận, sự tìm hiểu, cái sự vấn hỏi chúng ta phát sinh cái trí tuệ. Chúng ta nên nhớ một điều ở đây, nếu như tâm mà lao chao, tâm mà nó phóng dật, thì chẳng những không được làm một cái gì để được, và tu cũng không được, mà làm việc cũng không được. Đối với người ở cuộc sống xã hội cũng vậy, người ấy phải có cái tâm ít nhất phải định tĩnh. Mà sự định tĩnh ở đây là một sự định tĩnh của cái tâm mà nó không có bị dính mắc, không có cái bị cột trói. Chúng ta nói như vậy đó, chứ không phải là chúng ta nói ngại như thì nhờ do cái khéo tắc ý mà hân hoan nó khởi sanh, và nhân hoan khởi sanh hỷ sanh, hỷ sanh kinh an sanh, rồi thọ lạc sanh, và nhờ cái thọ lạc sanh đó mà tâm nó, tâm này là tâm định tĩnh đây, mà tâm định tĩnh đó đấy, tức là như thế thì chúng ta phải nó thấy gọi là yatha phu tăng pachahati pasati, nó phải có một trình tự như vậy. Chứ bây giờ không phải thấy nào mà tự nhiên cái tâm mình định tĩnh cái bắt đầu mình thấy yatha phu tăng liền được với cha na tí, thì nó phải có một cái sự dàn trải một cách gọi là căn bản. Cũng giống như bây giờ nếu như tâm mà chúng ta không thể vào mà chúng ta nói rằng tâm tôi định được liền, tâm tôi niệm được liền, tôi niệm ngay, tôi không phóng dật, tôi định ngay, tôi phóng dật, thì nếu chúng ta vào mà chúng ta tu tập thiền, chúng ta nói như vậy thì chỉ biết cười thôi, tất cả chỉ biết cười. Tại sao nó biết cười? Bởi vì khi mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta nói hơi một cách tức là nó hơi khinh, một cách tức là quá tự tin. Mà chúng ta phải có một sự thực tập, phải có một sự trải nghiệm. Thì kính thưa quý vị, mà tại sao khi mà định tĩnh được thấy như thật, như thật ở đây có thể nói là đây chính là một cái trí tuệ. Đây tức là một cái mà thượng tọa vừa nói đó, tức là một cái thẩm nhất chi, hay là cái trí tuệ mà nó khởi sanh. Cái hồ nước mà chúng ta nhớ gọi là một hồ tĩnh lặng á. Thế nào một hồ tĩnh lặng? Ở đó nó không bị gió, nó không bị vật, một cái tiếng hay hoặc một cái đá hay là một cái người tác động để cho mặt hồ đó nó lưng tưng sóng nó, hay là gió, hay là những yếu tố khác nó không tác động, thì mặt nước đứng yên phẳng. Tâm của chúng ta như vậy, nếu chúng ta được cái sự hỗ trợ, được một sự dàn cái trước năm cái pháp trước, là như là đó, như chúng ta thấy như là trạng thái coi như là hân hoan rồi thọ lạc, cuối cùng là thọ lạc bắt đầu khởi sinh lên, thì tâm như vậy đó, khi mà tâm đó như vậy thì chúng ta vào cái định thì tâm của chúng ta nó nhẹ nhàng, nó dính, nó cột chặt, nó dính, nó cột tâm vào cái định ở một cái đề mục nào đó thì nó tốt. Thì cũng như thế ở trong cuộc đời này, nếu như chúng ta biết bình tâm mà chúng ta mọi việc gì cũng quan sát, mọi việc gì cũng cẩn thận, mọi việc gì cũng cũng làm bằng một cái sự đếm bước, cái sự ghi nhớ, hay cái sự nhất tâm của mình, cái sự định tĩnh của mình, thì mọi việc nó thành tựu. Thì cũng dường như thế, một người làm việc mà cẩn trọng, mà làm việc nó có một cái tâm định tĩnh, hay cái tâm định, thì mọi việc nó dễ thành tựu. Cũng như thế trong việc tu tập, nếu như chúng ta tu mà chúng ta tập cái dạy cái tâm mình, tập cái tâm mình nó được tốt thì nó sẽ tốt, tập cái tâm mình dạy nó sẽ chậm lại thì nó sẽ chậm, dạy cái tâm mình nhẹ nhàng thì tâm mình sẽ nhẹ nhàng, dạy cái tâm mình nó định thì từng cái từng bước như vậy
thì chính vì cái tướng như vậy thì làm cho phiền não nó lắng động. Ở đây tức là tham sân nó được dừng lại, và chính tham sân nó dừng lại thì nó không có si để bị tác động nữa, thì lúc đó là vô minh đó, vô minh nó được đẩy lùi do có minh xuất hiện. Vì không có tham, vì không có sân khởi sinh lên thì ánh sáng của trí tuệ nó dễ khởi sinh do cái tâm được định tĩnh. Mà có thể nói rằng Bacchanati Pasati và Tha Phu Tăng này mà để mà được như thế thì kính thưa quý vị, đây chính là ở trong bát chi đạo đó mà định nó hiệp trong tâm đạo siêu thế ở ngay cái giai đoạn này. Tức là tâm phải có một cái định tĩnh, nhờ như vậy nó làm nền tảng để tuệ sanh, hay làm nền tảng cho chánh niệm quy hay là tuệ sanh khởi. Thành ra là thiền quán làm gốc chính là trí tuệ, còn thiền chỉ tức là định. Nhưng cái tâm này là cái tâm định tĩnh. Thì chúng ta xài cái chữ gọi là cái có thể nói rằng là cái từ ngữ định nhiên liệu đây cũng như là samahitena chitena, những chỗ này nhìn chitena hay là cái rồi mới với cha na tí dạ. Thì cái tâm mà nó được vững vàng, được tốt đẹp, mà chúng ta đây gọi là cái chữ định tĩnh, thì đó chính là một pháp mà nó hỗ trợ, một pháp mà nó làm cho cái trí tuệ sinh khởi. Thì cái sự tu tập nó đòi hỏi cần phải có một cái tâm mà đúng là chữ chít, chít không phải là chữ chê, chữ thiếu một chữ tê, chít tê đó, chứ không phải là chí tê đó, chít tê đó, chúng tôi coi lại cho kỹ ra rồi. Dạ. Xin lỗi. Ở đây cũng chí tê ná, cái chữ trên, ở trên kia là chí tê ná. Samahite nó chí tê ná. Dạ, đúng rồi. Cho Tha Phu Tăng. Thì kính thưa quý vị, khi cái tâm được định tĩnh như chiếc tên nó đó phân, và bên trong ta con cũng nghĩ vậy chứ, mà tại sao ở trong kho tàng pháp học cũng bị thiếu chỗ này nữa. Samahi tê nó, chiếc tê nó, cái này của kho tàng pháp học cũng bị thiếu chỗ này. Dạ. Dạ, dạ phải, nó có hơi bên trong. Thì đối với cái tâm, mà cái tâm nó được định tĩnh vậy thì mới làm nền tảng phát sanh, là do từng bước từng cái nấc thang như vậy. Thì ở đây cũng chính là chúng ta thấy một cái giá trị tuyệt đối. Tâm mình phải là tâm định tĩnh, thì tâm định tĩnh đó thì mới làm được tất cả mọi việc. Tâm định tĩnh đó nó mới là một cái, mới là một cái lưỡi gươm, nó là một cái vũ khí để mà sát trừ, mới cắt trừ được phiền não, mấy chúng ta gọi là gia tha phu tăng được, nó như thật thấy, hay như thật biết, như thật hiểu. Dạ. Chứ còn nếu như trường hợp mà nếu như mà chúng ta thấy không có dễ dàng mà như thật thấy được cái sự sanh sự diệt, không dễ dàng mà biết được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc, không có đơn giản đâu. Mà ở đó vị ấy cũng đã có một cái sự huân tập, ở đó vị ấy cũng có một cái sự đã thật sự là quân tu, và thật sự là một cái sự cẩn trọng nhiều rồi, cho nên cái sự định tĩnh này bây giờ là nó vượt qua tất cả, vì ấy đã thành tựu ở trí tuệ sanh khởi. Thì kính bạch thượng tọa, đây là cái sự suy nghĩ của con là vậy. Nếu có điều gì cần bất túc thì cứ không thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú kính thưa Tổng Thầy Quyền. Thưa quý vị, chúng ta có nghe ông bà nói câu là đừng quá mất khôn. Khi nào tâm mình phiền não nhiều thì nó lại không có sáng suốt. Nhưng mà khi tâm mình nó định tĩnh thì lúc là lúc của chúng ta sáng suốt nhiều. Đây là một cái công án rất là quan trọng đối với người tu tập. Đại Đức Minh Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Minh Thông đang có mặt ở trước máy, xin Đại Đức Minh Thông trả lời cho câu thảo luận số 4. Đại Đức Minh Thông câu đầu tiên nói rằng do khéo tác ý hân hoan sanh. Và cái chữ khéo tác ý không phải đối với thuận cảnh mà đối với tất cả cảnh thuận cũng như nghịch. Nhưng mà khi mình nói do khéo tác ý mà hân hoan sanh á, giả sử như đối trước nghịch mà mình khéo tác ý thì làm thế nào hân hoan sanh được? Xin Đại Đức Minh Thông Quan Hỷ nói rõ về điều này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, tuân lệnh sư phụ. Con xin góp ý cho câu thảo luận số 4, hỏi rằng pháp thứ nhất, do khéo tác ý hân hoan sanh Yunisomanaska Roto Pamo Chang Chaya Tí Chata Chaya Tí là sanh, Pamo Chang thì là cái chữ Pamo Chang này á, thì có nghĩa là cái delight, là cái hỷ lạc. Còn Chaya Tí là sanh ra, arise, tức là do khéo tác ý thì hỷ lạc sanh. Nhưng ở đây khéo tác ý đối với nghịch cảnh thì có làm tâm hân hoan hay sanh hay không? Kính thưa sư phụ, cái câu này là cái câu rất là hay, là bởi vì cái người mà khéo tác ý là khi mà họ khéo tác ý đối với những cái là thuận cảnh thì hân hoan sanh, mà khéo tác ý mà đối với nghịch cảnh thì người hành giả đã biết rằng đó là những cái sự nhân quả của những cái pháp quá khứ, và người hành giả đã nhìn rõ được cái sự vận hành của cái chân lý. Thì trong chân lý đó hãy có thiện là có ác, và có nghịch cảnh thì có thuận cảnh, thì người hành giả đã thấy được cái thuận cảnh đó thì có nghĩa là vẫn là hân hoan sanh. Là vì sao? Là vì mình thấy được cái pháp. Thấy được cái pháp không phải chỉ là thấy lúc nào cũng vui, mà thấy được cái pháp là trong cái vui đó là do cái nguyên nhân là tác ý thiện. Còn con khi mà mình thấy những cái nghịch cảnh, thí dụ con người mình khi mà đang bị bệnh hay bị tai nạn, bị bệnh thì mình biết rằng mình ăn bậy, bị bệnh là mình biết rằng do cái quá khứ đó, cách đây mấy ngày thế nào đó mình làm cái gì đó, bây giờ mình ăn uống như thế nào thì bây giờ mình bệnh. Còn những tai nạn, những xấu xa cái gì đó thì cái nguyên nhân của kiếp trước ta gọi là dị thục, cái quả dị thục nó hẳn đến. Thì đối với cái người mà hiểu pháp đó thì khi mà khéo tác ý thấy những cái quả thiện thì mình biết rằng đó là cái thiện sự mình đã làm. Khi mà mình nhìn cái nghịch cảnh mà mình đang gặp cái khổ sở này đó thì mình hiểu rằng mình đã sai lầm trong quá khứ. Thì đối với cái người mà hiểu pháp đó thì thịt thuận cảnh hay nghịch cảnh thì đối với họ thì nói là hân hoan hay không hân hoan, nhưng mà họ biết được cái pháp như vậy thì họ vẫn định tĩnh, do họ vẫn bình thản. Còn đối với kẻ mà vô minh đó, thì quan hỷ hân hoan khi mà thuận cảnh, mà những cái nghịch cảnh thì họ mặc ra họ méo xẹo, thì cái đó là những người vô minh. Kính thưa sư phụ, cái câu này con nghĩ như vậy nhưng mà có rất khó người đồng ý với con, nhưng mà con vẫn nói là đối với những người mà thấy được pháp thì do được khéo tác ý thì mình vẫn thấy được cái pháp nó hân hoan sanh. Nhưng mà mình khi mình thấy rằng trong một cái bất mà định tĩnh hay mình phóng vật gì, mình có vô minh mình làm điều đó thì mình vui vẻ mình nhận được cái quả báo của cái hành động mà sai lầm của mình trong lúc mình bị phóng vật vô minh. Và người hành giả đó thấy được như vậy thì con thấy là người hành giả đó cũng có cái thỏa mãn, là do mình đã hiểu, mình liễu tri, mình thắng tri được cái pháp Phật. Kính thưa sư phụ, con xin trao mai lịch sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm cái một câu thảo luận rất là thâm sâu này. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng cho nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai.
Xin trân đại đức Quy Thông, đại đức Quy Niệm, đại đức Quy Niệm có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu đại đức Quy Niệm nghe được, đại đức Quy Niệm, cái chữ viễn ly, tâm viễn ly đôi khi được dịch là tâm nhàm chán, và cái tâm nhàm chán mà nó nằm ở trong một cái chuỗi liên hoàn, mà chúng ta thấy rằng có hân hoan, có hỷ sanh, rồi nó lại liên hệ đến nhàm chán. Điều này nó có vẻ hơi khó hiểu đối với nhiều người. Thường thường chúng ta nói tu hoặc là hoan hỷ hoặc là không hoan hỷ thôi, nhưng mà tại sao cái sự nhàm chán nói với sự hân hoan nó lại có cái liên hệ với nhau? Xin Đại đức Quy Niệm hoan hỷ giải rõ về điều này. Dạ, con kính đảnh lễ Tôn Ca Tây Quyền, Đại Sư Tôn Đức, xin chào quý vị. Thưa quý vị, ở câu thảo luận số 5 đề cập rằng đôi khi tâm viễn ly lại được dịch là ảm chán. Và tại sao đối với những trạng thái hân hoan, nhàm chán lại có sự liên hệ với nhau? Như vậy phải chăng nó có cái gì đó hình như nó hơi mâu thuẫn hay không? Thực ra cái việc nhận thức của tâm mình á, nó là hai mặt của một vấn đề, thưa quý vị. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Ở đây ý của Xuân muốn nói đến là hễ mà mình còn thiết tha với năm dục thì cái khả năng ly dục của mình nó sẽ được xem như là nhàm chán đối với khả năng ly dục, nó sẽ xa vời đối với ly dục. Và ngược lại, khi mà cái khả năng ly dục của mình nó đã thiên về đó, nó đã cao về đó, thì nó sẽ ngược lại, nó sẽ nhàm chán đối với năm dục. Tương tự như vậy, đối với một vị hành giả cũng thế. Trong cái quá trình tu tập, khi mà nội tâm của vị đó đạt đến một cái giai đoạn mà thấy được các pháp như thật, thì vị thấy thấy rõ được bản chất của mọi mặt, không có một chút gì có thể che đậy được dưới cái ánh sáng trí tuệ. Thì lúc bây giờ cái sự nhàm chán ở đây là nhàm chán đối với những pháp đáng nhàm chán, hay nói cách khác là nhàm chán đối với sanh hữu sự có mặt, những pháp đưa đến khổ, những pháp đưa đến luân hồi. Như thế thì ngược lại, vị ấy thì rất là hân hoan và thiết tha đối với sự xả ly này. Ngược lại là như vậy. Chúng ta thì khi chưa có mình lấy cái thí vật dụng của bản thân thì mình sẽ phần nào đó mình hiểu được cái trạng thái của các vị ấy. Tức là sở dĩ tại sao trong thâm tâm của mình đó, đôi lúc mình chưa có, mình chán tu đó, mình tu không có được nhiều, mình tu không có được siêng năng, là do bởi mình còn quá hân hoan đối với năm dục. Mình quá hân hoan đối với nó, mình quá hân hoan yêu thích đối với sanh tử, cho nên ngược lại mình sẽ nhàm chán đối với xả ly, nhàm chán đối với sanh tử, đối với giải thoát. Và ngược lại, khi mà trí tuệ của mình đứng ở một cái phương diện khác đó, thì chúng ta sẽ nhàm chán đối với sanh tử, và ngược lại chúng ta sẽ hân hoan đối với vô nhiễm, hân hoan đối với xả ly. Nó chỉ có như vậy thôi à. Chính vì vậy mà rất mà khó để mà có thể giải thích được cái điều này bằng cái ngôn từ cho mình cảm nhận được thật sự. Nó chỉ được cảm nhận thông qua cái việc tu tập, nếm được cái hương vị của chính bản thân mỗi người chúng ta mà thôi. Dạ, đó là những gì mà con xin được trình bày đối với câu thảo luận số 5 này. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú cái chân để được quy niệm. Thưa Phật tử, chúng ta có câu thành ngữ là nước lạ khuấy nên hồ. Đôi khi nghĩ là chuyện đó là chuyện không tưởng. Làm sao từ cái chỗ trắng tay mà người ta tạo nên sự nghiệp, từ cái chỗ mà không có gì mà tạo nên hạnh phúc,
Nhưng mà với bài kinh ngày hôm nay đó thì cho chúng ta thấy rằng ở trong rất là nhiều trường hợp, rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều cảnh ngộ, chỉ đơn thuần là một cái ý nghĩ tốt, ý nghĩ như lý thắc ý, thì từ chỗ đó chúng ta tạo nên nguồn hạnh phúc. Đây là một ở trong những cái bí quyết quan trọng của cuộc sống. Ở trong kinh cũng nói rằng khi trước khi mặt trời mọc thì rạng đông, tức là hừng sáng, là cái dấu báo hiệu. Một con người mà có cách suy nghĩ tốt, cách suy nghĩ tích cực, cách suy nghĩ chân chánh, thì cách suy nghĩ đó tạo ra rất nhiều cái lợi lạc về sau này. Chúng ta thấy rất là rõ ràng qua chính pháp mà chúng ta học hôm nay. Chúng ta tiếp một điều là trong chính pháp này có rất là nhiều cái mấu chốt mà chúng ta cần thảo luận, nhưng mà thật ra thì không có thời giờ. Và thưa quý vị, chúng ta cũng phải ráng, bởi vì còn 10 bài học nữa thì chúng ta đã hết chúng ta còn 20 bài học nữa thì chúng ta đã hết cái bài kinh thập thượng này. Và trong những cái pháp mà 9 chi hoặc là 10 chi đó, thì thật sự bài pháp nào, đề tài nào cũng có nhiều điều để chúng ta thảo luận hết. Chúng tôi chỉ nói điều này để mong rằng quý Phật tử có dịp nên đọc lại, ôn lại, và qua đó chúng ta tìm thấy có rất là nhiều điểm để chúng ta có thể nhận ra những cái ý nghĩa của bài học này. Cái sự tinh tế của chúng ta đối với việc học đó, nó dựa trên cái khả năng suy tư. Lấy ví dụ như thực tập tôi siêu có nói về sự khác biệt giữa cái chữ gọi là cái nhìn tích cực và cái nhìn như lý thắc ý. Thì chúng ta biết rằng cái nhìn như lý thắc ý đấy, cái chữ như lý của Yonisomanasikara đó, nó luôn luôn dựa trên thực tế, nó luôn luôn dựa trên cái tri kiến chân thực, pháp do Đức Thế Tôn hay các đệ tử, các bậc thánh đệ tử giảng dạy. Bởi vì trong kinh có nói rằng người phàm phu, vô văn phàm phu không nghe, không biết pháp của bậc thánh thì suy nghĩ khác, mà cái vị thánh đệ tử mà có nghe, có biết pháp bậc thánh thì suy nghĩ khác. Và cái suy nghĩ mà nó phù hợp với lẽ thật, nó phù hợp với chánh pháp, nó không phải là đơn giản một sớm một chiều mà chúng ta có cái nhìn đó. Dù sao đi nữa thì thưa quý vị, khi mà chúng ta nghiệm lời bài kinh này đó, thì chúng ta thấy một điều rằng chính cái ý nghĩa xác thực đó, tạo cho chúng ta có được cái niềm hân hoan, từ chỗ đó pháp hỷ sanh, rồi hân hoan sanh, rồi pháp hỷ sanh. Cái hân hoan và pháp hỷ ở đây chúng tôi muốn nói là cái trạng thái tâm nhẹ nhàng, trạng thái tâm hưng phấn. Và trạng thái nhẹ nhàng hưng phấn này khiến cho chúng ta đi vào cái thế giới của chánh pháp một cách rất là hoan hỷ. Như là quý Phật tử nào cảm nhận cái đẹp của một cái vườn hoa thì chúng ta đi vào trong đó chúng ta không có mệt. Nhưng một khi mà cảm nhận được thì ngủ đi thì chúng ta nghe mệt mỏi lắm. Thì một khi đã đi rồi, đã hoan hỷ rồi thì chúng ta thấy ở đó nhiều sự lợi lạc. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Phật Pháp Bồ Đà. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào trung đỉnh, đảnh lễ quý nhân, chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp một thầy giờ. Sa thủ lành thai. Xin thay mặt đại chúng trong rơm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng mi mẫn.